Công nghệ blockchain xuất hiện đã mở ra một xu hướng mới cho các lĩnh vực như logistics, điện tử viễn thông, kế toán, kiểm toán. Thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng cũng không ngoại lệ, nếu không muốn nói đây chính là thị trường rất tiềm năng để ứng dụng công nghệ blockchain. Dự báo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho rằng 10% GDP toàn cầu sẽ được lưu trữ trên blockchain vào năm 2025. Chính vì thế, blockchain được xem là một công nghệ chìa khóa cho chuyển đổi số tại hầu hết các tập đoàn doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính như chứng khoán. Lợi ích nổi bật mà công nghệ blockchain mang lại khi được ứng dụng trong các giao dịch chứng khoán đó là đẩy nhanh việc thanh toán các giao dịch này. Công nghệ blockchain có thể làm cho các giao dịch chứng khoán trở nên nhanh chóng hơn thông qua tự động hóa và phân quyền. Công nghệ blockchain cũng có thể giúp gây quỹ và quản lý tài sản cũng như tài trợ ký quỹ, thanh toán sau giao dịch, theo dõi việc cho vay chứng khoán và theo dõi rủi ro hệ thống. Theo đuổi chiến lược công nghệ tài chính của Etech, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương TCBS tiên phong ứng dụng blockchain và hợp đồng thông minh Smart Contract vào phát triển trái phiếu, quản lý giao dịch và quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp cho khách hàng tại Việt Nam. TCBS liên tục nghiên cứu để sở hữu và đưa ra các công nghệ mới nhất vào thay thế phương án xử lý truyền thống nhằm mang đến trải nghiệm an toàn tuyệt đối cho khách hàng cũng như tối ưu hiệu quả hoạt động. Với việc ứng dụng công nghệ blockchain, một trái phiếu khi được phát hành, hệ thống sẽ sinh ra một mã được gọi là token. Trên chuỗi, mỗi trái phiếu sẽ tương ứng với một token và công nghệ hợp đồng thông minh Smart Contract cho phép thiết lập sẵn các điều kiện giao dịch và tự động ghi nhận các giao dịch sơ cấp và thứ cấp vào các khối khi thỏa mãn. Toàn bộ giao dịch phát sinh trong suốt vòng đời của trái phiếu từ khi phát hành sơ cấp đến chuyển nhượng thứ cấp đều được ghi nhận và không thể thay đổi trên blockchain. Sử dụng blockchain với ý nghĩa kiểm toán trong việc phát hành trái phiếu, quản lý quyền sở hữu của trái chủ, giao dịch trái phiếu sẽ giúp cho khách hàng an tâm khi đầu tư và sở hữu các trái phiếu doanh nghiệp được tư vấn phát hành bởi TCBS. Về cơ bản, blockchain cho phép nhà đầu tư và tổ chức giao dịch bất kỳ cổ phiếu nào thuộc bất kỳ cơ sở giao dịch chứng khoán hoặc quốc gia nào, miễn là được kết nối với blockchain. Quan trọng hơn, blockchain giúp giảm trùng lặp các quy trình, giảm thời gian giải quyết và giảm các yêu cầu về tài sản thế chấp và chi phí hoạt động. Qua đó giúp các thị trường chứng khoán tiết giảm được nhiều khoản chi phí, tăng chi phí cho công tác phòng vệ rủi ro, phòng chống rửa tiền. Blockchain được cho là có thể cách mạng hóa hệ thống cơ sở hạ tầng cốt lõi của thị trường vốn trên toàn cầu, do đó mang lại sự minh bạch và hiệu quả hơn. Tiềm năng của blockchain cho phép các sàn giao dịch chứng khoán giảm đáng kể chi phí, độ phức tạp và tăng tốc độ của các quy trình giao dịch và thanh toán một cách an toàn. Việc ứng dụng blockchain đòi hỏi phải có nền tảng về kỹ thuật và đội ngũ nhân lực giỏi về chuyên môn. Do đó, để có thể thành công triển khai ứng dụng blockchain trên thị trường chứng khoán Việt Nam, các sàn giao dịch chứng khoán cần phải mạnh dạn đầu tư nâng cấp hệ thống, đồng thời có chiến lược tuyển dụng đội ngũ nhân lực giỏi tin học và thuật toán riêng để kịp thời hỗ trợ. Tại Việt Nam, TCBS hiện là tổ chức tài chính đầu tiên tham gia Hiệp hội Blockchain Việt Nam, đồng thời cũng là tổ chức tiên phong ứng dụng blockchain và hợp đồng thông minh Smart Contract vào phát hành trái phiếu, quản lý giao dịch và quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp cho khách hàng tại Việt Nam. Đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ của TCBS trong sáng tạo, đổi mới chất lượng và nền tảng công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán. Tuy ứng dụng blockchain trong tài chính hay chứng khoán hiện nay vẫn còn trong giai đoạn sơ khai và ở mức công nghệ nhiều hơn là thương mại hóa, blockchain hiện đang là vũ khí tân tiến của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Nếu tận dụng tốt, các doanh nghiệp sẽ nhanh chóng vươn lên dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh công nghệ khốc liệt của thị trường hiện nay.